Xin được giới thiệu đến quý vị cái người mà xuất hiện với món quà bất ngờ đầu tiên mà quý vị thấy, đó chính là bà xã của Trung Ruồi. Trên tay đang cầm cái gì vậy Hà? Tam 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 tam. Wow! Một chiếc mặt nạ của đại diện của kịch hát dân tộc Việt Nam. Đúng. Và cái này. Và một cái dùi trống. Cái này thì chắc là gắn liền với chuyên ngành mà Trung được học ở trong trường sân khấu điện ảnh, là diễn viên chèo. Đây là cái nghề đầu tiên mà anh kiếm được tiền trước khi vào nghệ thuật. Đúng. Thì vào những cái ngày mà có khai trương, trung thu, dịp Tết thì thường là có những cái đoàn múa lân. Và em được đến là đánh trống ở trong đoàn múa lân đó, hoặc là trống hội. Có những mùa trung thu ấy thì một ngày nhiều nhất là đánh được 3 xô thì được 900. Nhưng mà có những tháng không có việc ấy ạ, vì những tháng xấu như tháng Ngâu ấy, phải sang nhà hát, phải tự tự buộc trống ở xe máy rồi tự mang đi, rồi tự đánh, rồi buộc trống về. Đó thì cũng gần như là mất cả buổi mới được từng đấy tiền. Dạ. Thế thì từ khi nào mà cái tiếng trống lân đấy nó lại đập rộn rã và nó lại kết nối được hai cái tâm hồn với nhau? Em quen Trung ấy là năm 2013. Là ấy là cả hai đang học. Anh Trung thì học sân khấu điện ảnh, còn em thì học cao đẳng múa. Vâng. Gần nhau anh ạ. Gần nhau. Ngày đấy gặp vợ là luôn luôn ngồi tại căng tin dùng cái điện thoại 110i gì đó. Và mình thấy rằng là nếu mà với mình thì mình cần người yêu mà giản dị như thế này. Thế nhưng mà tán đợt đấy tán không được anh ạ. Nhưng mà lúc đó là bạn ấy một mình đi qua bên cái căng tin đó để gặp em, hay là đâu cũng đi tán gái hay sao ấy chứ? Sao? Em thì nói chung là cũng đi tìm cơ hội. Hà là một trong số những người em quang trài, nhưng mà người ta bảo trông mặt mà bắt hình dong. Em là ngày đấy vừa gầy vừa đen, các cô gái là không nghiêng vào lòng em. Sau một cái thời gian mà em chưa có thoải mái để đón nhận bạn ấy á, thì đến khi nào em mới bắt đầu em mở lòng? Mở lòng mới là năm 2017 nhỉ? Đúng. 2017 hôm ấy. 2016. Hôm ấy là em với cả vũ đoàn của em có đi diễn Noel ở dưới Nam Định, và hôm ấy lại gặp lại anh Trung. Đấy là anh xin lại số của em nhỉ? Đúng. Anh xin lại số của em xong rồi là chủ động lên làm. Điều gì đã khiến em bị chinh phục bởi Trung Ruồi? Khi mà khoảng thời gian mà sau khi mà gặp lại ấy, thì là chồng em đi diễn suốt. Có nghĩa là cũng nói chuyện lúc nào cũng thấy là đi trên đường với cả đi diễn với cả gọi điện cho em thì toàn đêm hôm. Em cũng thấy là người này rất là chăm chỉ và có ý chí. Người đàn ông thì chỉ cần có ý chí thôi là người ta sẽ có thể vượt qua tất cả mà. Có mấy cả tháng đấy là đi làm, đi diễn tỉnh anh, đến tận 28 buổi nhỉ anh nhỉ? 28 buổi, có ngày nào cũng trên đường đi diễn luôn anh ạ. Mà không thấy kêu ca mệt mỏi hay gì cả. Câu chuyện của hai bạn thì tôi thấy là trong cuộc đời mỗi một người đều có những cái nhân duyên. Và đôi khi chúng ta không thể đoán trước được là mình sẽ gặp nhau và gắn bó với nhau từ khi nào. 30 ngày mà chạy hết 28 ngày thì thế nào nhóm múa cũng em cũng sẽ gặp nhau. Rồi. Tôi muốn bạn thử một chút để xem nó có giống như là vị mà mẹ bạn từng làm cho bạn không. Nhưng mà em thấy thì đúng như anh Trung nói là bà làm rất là khác khi mà người ta bán ở ngoài hàng. Bà làm thì bà tự nặn bột, tự làm nhân, tự băm thịt. Rồi thi thoảng có ít tôm nhỉ? Có tép thôi. Tép, có tép con. Thế thì cái bánh ngày hôm nay nhà hàng làm nó có khác gì so với cái bánh của mẹ bạn làm không? Nó khác chứ. Có thể mẹ em làm cái bánh đó với không chỉ nguyên liệu công thức mà làm bằng một cái nỗi nhớ quê nữa. Thật sự là sau này khi mà mẹ ốm ấy thì mẹ ít làm lắm. Và chỉ có những người thật sự là thân thiết thì mẹ em mới làm được. Có một cái điều đặc biệt ở bánh của mẹ em mà không đâu có. Người ta làm bánh thì người ta nhân rất là ngon. Nhân con tôm phải to, rồi thịt phải nạc. Ngày xưa thì vì hoàn cảnh khó khăn mẹ vẫn muốn có đủ vị. Bánh bột lọc thì phải nhân tôm mà anh. Nhưng mà vì tiết kiệm nên là mẹ thay một con tép. Và sau đó thì nó cứ lâu dần nó thành cái nét riêng của cái bánh bột lọc bà lo. Phía đằng sau có phải là hình ảnh của mẹ em không? À đúng ạ. Đây là cũng là những cái ngày cuối đời của mẹ em. Là thời gian này là thời gian lần thứ hai mà mẹ phải điều trị. Em luôn luôn rủ Hà là nếu có thời gian thì hai vợ chồng và mẹ sẽ đi
những nơi mà trước đây mẹ không nghĩ là mẹ sẽ được đi. Cái ước mơ lớn nhất của mẹ em lúc đó là gì? Thực ra ước mơ lớn nhất của mẹ em là được nhìn vợ chồng em có cháu. Mẹ em gần như là đã cố gắng. Sau khi mà đầy tháng dứa được một tháng thì mẹ em mất. Mình biết là bà đã rất cố gắng chờ đến cái thời điểm đó. Phải nói thật là cũng rất là cảm ơn vợ. Vợ em ra vào bệnh viện mà bác sĩ người ta cũng rất là lo lắng. Một bà bầu lại đi cùng với một bà chữa bệnh ở tại khoa ung bướu thì có sợ có nguy hiểm không? Thế nhưng mà cũng khó có cách nào khác. Bây giờ em không đưa đi thì bà đi một mình cũng tội nghiệp bà. Thật ra lúc ấy bà rất là nghị lực và bà bảo là thôi, bà sẽ cố gắng đưa được một mình. Nhưng mà mình là con mà, mình không thể nào mà đành lòng khi mà để mẹ mình đi một mình. Thế là mình cũng cố gắng đi. Thế thì trong cái thời gian mà đồng hành và lo cho chồng để anh ấy vẫn có thể vừa đi làm và em thì trở thành một cái hậu phương lùi về phía sau để mà quán xuyến việc nhà, lo vừa lo cho mẹ vừa lo được cho con. Thế ra thì chồng em rất là động viên, khi mà em sinh xong thì cũng động viên là thôi đi múa lại đi cho nó bằng mặn bằng mè hay là kiểu cho nó đỡ buồn ấy anh. Nhưng mà em nghĩ là mình cảm thấy rất là vui vì người phụ nữ mà được chăm chồng chăm con, được tự tay mình là cho chồng từng cái áo, tự cho mình chăm cho con từng bữa ăn đến giấc ngủ thì mình cảm thấy rất là hạnh phúc với điều đó. Em có bao giờ cảm thấy nhớ sân khấu, nhớ nghề nghiệp, nhớ những cái bạn diễn của mình không? Mình nhớ thì nhớ thật, nhưng mà chồng và con vẫn là người quan trọng nhất. Đây là một trong hai động lực thời điểm hiện tại mà để cho hàng ngày em bước ra đường và đi đến các sân khấu biểu diễn. Thế thì cái món ăn đầu tiên mà chương trình gửi đến cho Trung chắc chắn là cũng gợi nhớ lên một cái mảnh ghép nào đó. Và đến bây giờ thì tôi tin là dù cho mẹ bạn đang ở bất kỳ một cái phương trời nào đi nữa thì mẹ cũng sẽ rất là hạnh phúc, bởi vì ít nhiều vì cũng thấy con mình thành công. Và thậm chí là dù bà có ra đi thì cũng đã có một cái người phụ nữ khác kịp thời đến để mà lo lắng và chia sẻ cho bà. Vợ em đã phải lùi về phía sau để cho em bước về phía trước, em thành công, em nổi tiếng, thì có bao giờ em cảm thấy thiệt thòi cho vợ không? Có anh ạ. Bản thân mình là người làm nghệ thuật, mình biết đã động vào nghệ thuật là say lắm, say không muốn dứt. Thì chắc chắn là vợ mình dù hoạt động ít năm hơn nhưng mà cũng phải có. Và vì chính vì biết đến sự thiệt thòi đó nên là em đã luôn luôn suy nghĩ một cái cách gì đó để bù đắp cho vợ. Thì hiện tại em đã hướng dẫn được Hà và là Hà cũng đã có những cái kênh cho riêng mình ở trên các nền tảng mạng xã hội và rất là đông người theo dõi, để Hà được chia sẻ chuyện của một gia đình làm nghệ thuật như thế nào. Và dần dần hy vọng là từ những cái nền tảng đó Hà có thể chia sẻ được về cái nghề mình yêu thích là nghề múa. Tôi cũng có xem kênh của Hà và tôi biết là ngoài Hà ra thì cũng có một diễn viên rất là đắc lực phụ cho Hà phát triển kênh, và không biết là có trả lương hay không, nhưng mà chắc trả bằng sữa.